Tên lửa Brimstone Ukraine bắn cấp tập diệt cả tiểu đoàn thiết giáp Nga. Theo Defense Express, tên lửa Brimstone đã có màn thể hiện sức mạnh đáng sợ trên chiến trường khi Ukraine mới đây tuyên bố đã sử dụng loại vũ khí gốc Anh này để tiêu diệt cả tiểu đoàn thiết giáp Nga đang vượt sông Siversky. Quân đội Ukraine mới đây đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của tên lửa Brimstone do Anh cung cấp. Khi được triển khai từ bệ phóng mặt đất gọn nhẹ, nó có thể bắn như pháo phản lực phóng loạt. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Quốc phòng Anh đã cung cấp Brimstone cho lực lượng vũ trang Ukraine để sử dụng làm hệ thống tấn công phóng từ mặt đất nhằm tấn công lực lượng mặt đất của Nga. Sau khi Anh bí mật chuyển giao các tên lửa Brimstone của mình cho Ukraine, họ cung cấp cho Kiev cả bệ phóng mặt đất đặc biệt để triển khai loại vũ khí này, thay vì phải sử dụng từ trên máy bay theo đúng thiết kế. Bệ phóng mặt đất này khá nhỏ gọn, có hình dạng như một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt. Qua đó, giúp người sử dụng có thể bắn trúng nhiều mục tiêu cùng lúc trong thời gian rất ngắn. Loại tên lửa tấn công chính xác nói trên có thể được dẫn đường tới mục tiêu bằng cách sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ. Điều này mang lại khả năng thực hiện những cuộc tấn công nhanh chóng ở khoảng cách xa lên tới 12 km. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chú ý tới thực tế là tên lửa đi tới mục tiêu với độ cao tương đối thấp. Rõ ràng là rất khó khăn để phát hiện và đánh chặn chúng, và với tốc độ siêu thanh, nó sẽ chỉ mất vài giây để phá hủy xe tăng, thiết giáp của đối phương. Chiến công đầu tiên của tên lửa Brimstone trong tay quân đội Ukraine đã được công bố tại vùng Donetsk, khi nó được cho là đã hủy diệt cả một đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khi đang cố gắng vượt sông Siversky. Theo thống kê từ phía Ukraine, căn cứ vào những bức hình chụp tại hiện trường, tổng cộng có 6 xe tăng, 14 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe thiết giáp bánh xích, 1 cano kéo và 5 phương tiện khác của Nga đã bị tiêu diệt. Con số thậm chí có thể lớn hơn nhiều, vì có thể có những phương tiện đã bị chìm dưới lòng sông. Ban đầu, có thông tin cho biết đây là kết quả của một vụ tập kích của pháo binh Ukraine. Tuy nhiên, có những chi tiết rất bất thường khi đạn đánh trúng mục tiêu với độ chính xác quá cao, hầu như không gây thiệt hại cho xung quanh. Hơn nữa, nhiều thiết giáp Nga bị phá hủy ở khoảng cách gần nhau, cho thấy đạn tấn công đã lao tới trong khoảng thời gian rất ngắn, khiến các kiếp chiến đấu không có cơ hội để kịp phản ứng hay thoát ly. Mọi việc đã được làm sáng tỏ phần nào khi một nguồn tin giấu tên trong lực lượng vũ trang Ukraine đã tiết lộ với trang tin quân sự Defense Express rằng đây là tác phẩm của tên lửa Brimstone của Anh cung cấp. Căn cứ vào hình ảnh của vụ phóng tên lửa ở trên thì khả năng cao dữ liệu trên là chính xác. Nếu vậy thì đây là chiến công đáng kể nhất của tên lửa Brimstone khi mới chỉ tham gia thực chiến. Quân đội Nga sẽ phải đề ra chiến thuật mới nhằm khắc chế hay ít nhất là lẩn tránh thứ vũ khí đặc biệt lợi hại nói trên. Cần nhắc lại, tên lửa chống tăng Brimstone nguyên bản là loại không đối đất. Nó đạt tầm bắn tới 20 km khi bắn từ máy bay. Nhưng nếu được triển khai từ mặt đất, thì con số này giảm xuống còn khoảng 12 km. Tuy vậy, tầm bắn này vẫn ở ngoài khả năng đáp trả của mọi loại xe tăng tiên tiến nhất hiện nay, khi các loại đạn pháo phóng qua nòng xe tăng chỉ đạt được trên dưới 5 km. Nhà sản xuất từng tự tin rằng mỗi loạt phóng của Brimstone đủ sức tiêu diệt cả tiểu đoàn thiết giáp của đối phương. Tên lửa Brimstone với khả năng phóng và quên hiện đại, trang bị đầu đạn có sức công phá lớn, đầu dò tinh vi và chế độ đánh đột nóc Top Attack sẽ đảm bảo tiêu diệt tất cả các xe tăng chỉ với một phát bắn. Được biết, mỗi quả tên lửa Brimstone có giá khoảng 105.000 bảng Anh, tức là khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng. Để chống lại vũ khí này thì chỉ có các hệ thống phòng vệ chủ động cứng, tức là bắn đạn đánh chặn thì mới có thể phát huy tác dụng. Còn các loại gây nhiễu hoặc là tung màn khói ngụy trang đều hoàn toàn vô nghĩa. Sự cố vượt cầu phao của Nga là biểu tượng của thảm họa chỉ huy quân sự. Một tiểu đoàn của quân đội Nga cố gắng vượt sông Siversky ở đông bắc Ukraine, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây được coi là một trong những trận giao tranh đẫm máu nhất của cuộc chiến, với ước tính có hơn 400 lính Nga xâm lược đã bị thiệt mạng hoặc bị thương, và hơn 70 đơn vị xe bọc thép đã bị phá hủy. Vào ngày 11 tháng 5, Bộ Chỉ huy Nga được cho là đã cử khoảng 550 lính thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 74 thuộc Quân đoàn Vũ trang Liên hiệp số 41 vượt sông Siversky thuộc miền đông Luhansk để cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine ở gần Rubizhna. Như các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy, các lực lượng tên lửa Brimstone của Ukraine đã tấn công và tiêu diệt gần như toàn bộ tiểu đoàn vượt sông của quân đội Nga xâm lược. Viện nghiên cứu chiến tranh chỉ ra rằng có thể có tới 485 lính Nga bị thiệt mạng hoặc bị thương và hơn 80 đơn vị thiết bị đã bị phá hủy. Điều đáng chú ý, các blogger ủng hộ quân đội Nga liên tục tuyên bố thành công của Nga và sự hèn nhát của Ukraine cho tới khi quân đội này ô nhục.
Khi tin tức về những tổn thất tại cuộc vượt sông Siversky được lan truyền, một số blogger thân Nga đã nổ ra sự chỉ trích lãnh đạo kém cỏi. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cũng đã bình luận về các hình ảnh vệ tinh và nói rằng nỗ lực vượt biên thể hiện sự thiếu ý thức chiến thuật nghiêm trọng. Họ cho rằng các chỉ huy của Nga muốn đạt được tiến độ đã gấp rút tiến hành cuộc qua sông. Một số người cũng cho rằng đó là dấu hiệu đáng kể của sự rối loạn trong hàng ngũ của Nga. Trận chiến tại sông Siversky chắc chắn sẽ trở thành đẫm máu nhất nếu ước tính hàng trăm lính thiệt mạng hoặc bị thương được chứng minh là chính xác. Nói về việc Anh chuyển giao tên lửa Princeton cho Ukraine và sức mạnh của loại tên lửa này. Theo BBC, quan chức quốc phòng Anh hồi cuối tháng 4 cho biết hàng trăm tên lửa Princeton sẽ được chuyển giao cho Kiev để giúp nước này đối phó với đội tàu chiến Nga tại Biển Đen khi tiến tới gần bờ. Quá trình chuẩn bị lô tên lửa Princeton này diễn ra đủ nhanh để có thể chuyển giao cho Ukraine trong vài ngày tới. Ông James Happy, thứ trưởng phụ trách các lực lượng vũ trang Anh, nói trước Quốc hội hôm 28 tháng 4. Theo ông Happy, kế hoạch viện trợ hàng trăm tên lửa Princeton phiên bản diệt hạm được xúc tiến nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp vũ khí tầm xa do Ukraine đưa ra. Thủ tướng Boris Johnson tuần trước cho biết Anh đang xem xét những phương án cung cấp tên lửa Princeton cho Ukraine, trong đó có lắp đặt chúng trên xe cơ giới. Princeton là họ tên lửa được Anh phát triển, có thể phóng từ nhiều nền tảng như máy bay, tàu chiến và cả từ bệ phóng mặt đất. Tên lửa ban đầu được tối ưu cho nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như các xe tăng, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu như xuồng vũ trang và các tàu chiến cỡ nhỏ. Tên lửa Princeton ra đời khi Bộ Quốc phòng Anh ký với tập đoàn MBDA hợp đồng phát triển và sản xuất một loại vũ khí chống thiết giáp thế hệ mới để trang bị cho không lực Hoàng gia Anh RAF vào năm 1996. Loại tên lửa Princeton được phát triển và phóng thử lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1999. Đợt phóng thử tiếp theo trên chiếc Tornado GR-4 vào tháng 9 năm 2000 đã thành công ngoài mong đợi. Hiệu quả của loại tên lửa mới này được chính Mỹ kiểm chứng tại căn cứ không quân China Lake, tiểu bang Utah vào tháng 5 năm 2005. Tên lửa Princeton có trọng lượng 18,5 kg, chiều dài 1,8 m, đường kính 187 mm, vận tốc bay cực đại đạt tới Mach 1.8, tức là 2.205 km/h. Ban đầu người ta cho rằng mẫu tên lửa này là bản cải tiến của AGM-114 Hellfire khi thay thế đầu dò laser bằng một đầu dò sóng. Tuy nhiên, kết cấu của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Tên lửa Princeton được trang bị đầu đạn với lượng nổ kép chuyên dùng để phá giáp phản ứng nổ và sau đó phá hủy giáp chính. Các chuyên gia quân sự ước tính rằng tên lửa Princeton có hiệu quả gấp 3 lần so với AGM-65G Maverick và gấp 7 lần khi đặt cặp bom chùm BL-755. Giống như nhiều loại tên lửa hiện đại khác, Princeton cũng có khả năng bắn và quên, bay tới mục tiêu mà phi công hay trắc thủ đã định sẵn trước khi phóng. Tên lửa Princeton cũng có thể được lập trình để thích nghi với từng loại nhiệm vụ cụ thể, như tự tìm tới mục tiêu trong một khu vực nhất định, bao gồm cả mục tiêu địch lẫn đồng minh. Tên lửa sẽ tự hủy nếu không tìm thấy mục tiêu trong khu vực được chỉ định. Ngoài khả năng bắn tự động để xác định đối tượng tiêu diệt, Princeton cũng có khả năng xác định vị trí nào trên mục tiêu sẽ gây ra thiệt hại nhiều nhất hoặc có thể loại bỏ hoàn toàn mục tiêu. Khả năng này có được là nhờ các cảm biến tiên tiến ở trên tên lửa, bao gồm radar tần số cao, cho phép chụp ảnh và quét mục tiêu để chọn vị trí xung yếu nhất. Các thuật toán xác định và hủy diệt mục tiêu cũng sẽ thay đổi linh hoạt nếu nhiều tên lửa được phóng đi cùng lúc và tấn công nhiều đối tượng khác nhau. Tên lửa Princeton có thể bắn được theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp với mục tiêu đơn lẻ, chống mục tiêu được xếp thẳng đứng hoặc xếp dàn trải. Tầm bắn của tên lửa Princeton đạt 20 km khi được phóng từ máy bay hoặc là 12 km khi được triển khai từ bệ phóng mặt đất hoặc mặt nước. Các phiên bản được nâng cấp sau này được kỳ vọng sẽ có tầm bắn gấp đôi. Không quân Anh cho biết hiệu suất chiến đấu của tên lửa Princeton đạt từ 90-98%. Tên lửa Princeton hiện được đánh giá là dòng vũ khí hiện đại và uy lực nhất hiện nay. Một khi được trang bị cho Ukraine thì nó sẽ tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với quân Nga xâm lược. Có thể thấy, tên lửa Princeton không thể giúp xuồng cao tốc Ukraine đối đầu với những tàu chiến lớn hơn thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, nhưng nó có thể đặc biệt phát huy tác dụng nếu phải đụng độ với tàu chiến cỡ nhỏ tiến tới gần bờ biển. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn về tên lửa Princeton của Anh do Ukraine sử dụng để tiêu diệt cả tiểu đoàn của quân Nga xâm lược.
Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.